Hôm nay mình sẽ xử lý đột gen con Jupiter FI đèn xi nhan sương mù quái thú nè, đèn lái chia đôi mỗi trái tim Jupiter RC trong tình trạng lột gen. Khách qua giờ nhắn Zalo cho mình giờ mới chạy xuống, giờ này cũng 1-2 giờ rồi, mình nổ máy rồi về làm xe này thôi. Anh em nghe tiếng lột gen nè, vô số nó còn kêu bạo nữa nha anh em. Cái này bảo đảm lột ắt hoặc lột tai nha anh em. Trong quá trình mình làm mình sẽ quay lại cho anh em coi. Ra máy nha anh em. Rồi. Ở đây không biết sao mà hả, kỹ sư chế cái đầu khất này. Chế nguyên cái đầu khất đây luôn nè anh em ơi. Sên cam xe này là dùng rồi nha. Mình sẽ thay sên mới thôi. Cảo qua lăng ra nha anh em ơi. Đó. Thì anh em cạo cái hoa lăng này vô á, anh em dặn cái con bù lon này là vừa thôi, không có công cái gì để trong nha, xiết tán nha. Nồi sau là mình thấy có dấu hiệu hơi tuột cho nên mình canh lại nha. Xe này là bố rin đó anh em ơi. Thì coi bố bà càng nữa. Tháo đầu ra nữa thì sao ha. Rồi chuông gờ lắm, mình sẽ vớt chuông dán bố lại nha anh em. Canh nồi sau, vớt chuông dán bố. Và cần móc số nha. Ở bơm vớt ra luôn nha anh em. Cấn gãy răng bơm vớt. Rồi nha anh em. Ra đầu bò nha anh em. Mày ừ, phải mở bông mai mới mở được lốc giữa ra nha anh em. Không là anh em gõ là bể lốc máy. Tại cần chẵn số nó sẽ bắt lục giác ở trong lốc giữa luôn, cho nên là anh em đục là nó bể cái lốc máy luôn. Đục giác bông nha anh em. Đục giác. Đục giác đầu bông mai nè anh em. Sau khi mình tháo ra thì lồng có dấu hiệu bị xước nha anh em. Đó, thì mình sẽ làm lồng lại luôn, bị xước ở trong rồi đó nè, đó cạo khói sẽ xước bắp lại nè, gõ máy ra nha anh em. Rồi nha, rồi cái lò xo này có chừng mất nè, đầu cốt số nó có lò xo nha anh em, cù báo số rồi, đầu khất báo số nha anh em, cái nhông nè, cái cần chặn số nè, lục giác nó chịu lại nè, rồi cho nên là anh em mà gõ ra là có thể là không có gõ cốt số này ra được nha anh em. Rồi. Anh em phải tháo heo số ra luôn mới được, tôi muốn lấy bộ số ra là phải bắn lục giác này ra nha. Lắc keo lắc cứng lắm nè. Rồi cái này là nó chét keo cứng lắm nha anh em, lắc keo phá răng á. Đây nè. À, ra cốt số á nha. Sau khi dơ nó lấy ra nè anh em ơi, mình gõ thử nha. Lột ắt dên hoặc là lột tai anh em ơi. Rồi, thì ép dên lại thay bà đạn dên nha anh em. Xúc họng phun rồi lại nha anh em. Mình sẽ xúc họng phun với lại xúc kim phun. Dơ nè anh em, thấy không? Rồi mở luôn cái bộ ba này và xúc luôn. Có dơ nha anh em. Rồi họng phun mình đã xúc sạch sẽ rồi nha anh em. Rồi vô lại hết rồi nè. Dơ nếp vậy mình thay cặp và đạn dơ mới nha. 6305 nha anh em. Rồi dơ này là lột ắt nha. Là lột ắt nè anh em thấy chưa. Và đạn dơ mới nè anh em. Mình cạo dên vô không có khò lóc nha, cạo luôn, cạo mặt đạn dên, cạo nhông chưa thì vô luôn. Hôm nay cũng trễ rồi mà tiến độ do xe cũng hơi gấp cho nên mình không có quay khúc cạo cho anh em coi. Anh em có thể lục lại những cái clip mà mình làm máy Sirius hay là Jupiter rồi
hay là ẹt đồ là mình có cảo vô nha anh em. Vô bộ số nha. Rồi. Đây là cái con lục giác chịu cái cần chẵn số nè anh em ơi. Muốn lấy bộ số ra phải tháo lục giác này ra nha. Rồi ngay chỗ này nè anh em. Heo số chỗ này. Đây lục giác 6 á, mình siết đứng cái cần nó phải lắc được nha anh em. Thử ra nè. Lắc được anh em. Thấy chưa? Xong. Đánh nó qua một bên nè. Tụi mình sẽ vô heo số. Bên đây là mình không có tháo báo số nên là mình phải gắn cu báo số bên đây vô luôn nha. Gắn cu vô cho nó rồi mới ra đẩy cái heo số vô. Vô nó so nè anh em. Rồi gắn cu báo số vô nha anh em. Gắn cu báo số nè. Nè cũng bị đen á. Có anh em làm tại nhà nghe nè. Chảy nè anh em ơi. Đưa vô. Đó. Nè. Đè nó giống giống là ok nè. Cần lừa này là không thể nào lộn được hết nha. Một nhông số nè. Nè. Bên đây to, bên đây nhỏ nè. Không có gắn lộn được. Cái này gắn cần lừa trước phải được nha anh em. Gắn theo số. Tại cần lừa nằm bên đây nè. Gắn theo số thì nó không vô được. Gắn mà nó ngay cái lỗ chưa. Đẩy cái chốt cần lừa xuống là ok đó. Nè một em ngay rồi nè anh em. Bên đây nữa. Ok hả anh em ơi. Đó, bây giờ mình né qua để mình vô heo nha. Rồi như vậy là canh ngay lỗ rồi anh em coi nè. Đó chọt xuống đây nè. Thì cái đầu này nó có hai cái lò xo nha anh em. Cho nó miếng gheo vô trơn vô nè. Rồi mình đâm vô cái lò ở dưới là hai cần lửa nó hút liền anh em. Rồi đâm thẳng xuống. Xoạt vào nè. Đó hút xuống liền nha anh em. Vô nè. Đó. Rồi vậy mình đã sọt vào được rồi nha. Mình đợn vào rồi nè. Mình đã phan vào được rồi nè. Rồi mình phan cái chốt bằng lừa vô được rồi. À, phần bộ số với lại heo số rồi ok hết rồi. Thì mình sẽ upload vô thôi. Chứ sao giờ. Ặt vô đầy đủ. Rồi chép keo mình upload vô nha nè. Rồi ở đây là nó lỏng ở trong đây. Cho nên là dễ vô lắm. Mình đóng bằng đại ở đây trước. Lóc ở trong cái cốt trong. Bây giờ mình sẽ siết lóc vô nha anh em. Rồi mình thử dên rồi nhẹ là ok rồi anh em ơi. À, ốc lóc giữa là ngoài hai con bên cái lóc qua lăng siết qua thì đây có hai con bên lóc mỏng bên nồi siết qua nữa nha anh em. Đó anh em mà tháo không biết là đập ra là nó bể lóc luôn. Đó hai con này nha. Anh nhớ nha. Đó còn nhiêu nằm bên đây hết. Mình sẽ vô bông mai lại nha anh em. Lục giác sau nha anh em. Mình sẽ vô cần móc số rồi mình sẽ vô bơm nhớt nha. Sẽ chịu vô đây như vậy. Đó nó vô nó nằm đây. Thì cái lò xo nó sẽ móc về nha anh em. Rồi nha anh em. Nã vô nè. Ok. Lồng là sấy về nha anh em thì mình sẽ vô bạc rồi sẽ vô lồng nha. Ron rồi đầy đủ rồi anh em ơi. Vô bạc nha anh em. Rồi mình vô đầu lại nha anh em. Rồi số bắp rồi sấy sạch sẽ nha. Xe này là không có thay bà đạn cam nha anh em. Rồi ok nha anh em. Rồi hôm nay là tình hình khách hàng cho nên là mình quyết định là mình ráp xong. Rồi khách hàng mà vừa mới trúng kèo một trận Maroc bốc ra cho nên là mới làm cái máy này nha. Rồi sau khi vô rồi mình sẽ vô trong chuyền để bơm nhớt nè. Rồi mình vô lại nồi nhớt chuồng dán bố lại nha anh em. Tiếp vô là chuông phải quay được chiều được chiều không nha anh em.
tao quay chiều được chiều không nè anh em, chiều tới là lâu cái dên đi, chiều về thì quay được nha. Mình sẽ vô cái cơ cấu vô số nha anh em, cái sừng trâu. Rồi, ok rồi đó, thì nồi sau này mình xử lý lại cái đáy dơm, chứ mà nó có thay bố nha, chỉ dán chuông dán bố nồi trước thôi. Cái miếng này là có đậu con nha anh em, một bề bằng một bề con nè, đây bề này bề con nè anh em thấy không, một bề này bề bằng. Thì tại sao nó làm con nha, con thì cái bề con anh em cho vô trong thì vớt nó chui vô cái bàn thao này được nha, chui vô chui ra được, nó con thì nó chui vô chui ra được. Thì vô rồi nha, mình bắn cái nồi sau vô luôn. Ok, mình sẽ vô bốn nồi lại luôn nha anh em. À, mình nói trước rồi thì mình sẽ giữ nguyên cho chủ xe, bố này cũng bố riêng đó anh em ơi. Lá sắt thứ ba này mình phải đè vô cái lò xo nha anh em. Nè, anh em phải đè vô nè. Nó nhúng nhúng vậy nè anh em. Đợi bê được lá bố cuối cùng vô nha. Mình sẽ vô lá bố cuối cùng. Phải nhúng nhúng vậy mới đúng nha anh em. Nhúng nè. Lá bố cuối cùng nó phải nhúng vậy nè. Đó, cái lá sắt cuối cùng nó phải đè lên lò xo anh em. Cái dù để đẩy amida nè. Rồi giờ mình vô cho xong luôn nha anh em. Rồi vậy là xong bộ nồi á, mình vô cốt gà đạp nữa. Đây rồi đó. Rồi mình vô nhớt bố, mình sẽ ụp lốc nồi lại nha anh em. Xe này là mình thay cộng sinh cam mới nha. Đây xe này là 90 mắt. Đây là con cu ở trên cái đầu quy lá nè anh em. Thì dặn sát vô cái dách thôi, rồi bắt đầu mình sẽ lóc kê con cu vô nha. Đầu con cu đâu, cái đầu anh thôi. Đầu con cu rồi ha. Sau khi vô sinh cam rồi mình đã vô hết rồi nha. Rồi, chỉnh cò rồi đó sẽ vô máy thôi. Vô lông đền này, vô cái rế lại nha. Vô rế trước cái này. Rồi. Rồi, ok. Xếp ốc vô thôi. Lông đền chà ở giữa nha, cái chốt để gài cái cơ cấu xây này nha. Rồi cái này nó khớp với lại cái chốt chịu đó nè, cho nó xây theo nè, khi mình đạp cái cần số là cái cốt số là nó sẽ xây theo. À, đi vô nè. Đây là cái rúng tiên nữ nè, rúng hàng Nga nè. Đây nha. Rồi vô mặt vô đầy đủ mình sẽ vô lóc thôi. Vô. Và cái rúng tiên nữ là nó phải ứng với lại con cu chịu này nha, con cu có ốc chỉnh nè. Rồi ập lóc qua lăng vô nha. Rồi vô hết rồi nha anh em. Sau khi gắn cần số đầy đủ rồi mình sẽ thử amida nha. Rồi đạp tới nè, cắt anh em ve nè. Rồi nha anh em, ok rồi đó, mình vô bố nhớt bố rồi cho nên nó hơi rít. Nay gần tới Noel tăng ca nha anh em, hội của mình làm tăng ca thì mấy khách này xe đi làm ăn. Rồi nha anh em.
rồi xong rồi nha anh em, ngày mai mới nổ máy được, giờ đuối quá rồi nha anh em, nổ máy thử canh đồ rồi ngày mai mình mới cho khách lấy nha, mình ráng làm tới 9-10 giờ đêm rồi nè. Có hôm qua rồi nha, mình ráng làm bữa nay tại tiến độ giao hàng, ngày mai khách coi World Cup tiếp nha, khách vô kèo Croatia đó là khách bán xe này luôn, bán lẻ lại luôn. Gắn bô rồi chạy thử. Rồi nha, giờ này cũng 9:30 rồi thì máy êm rồi. Thì mình chạy một vòng nữa mình kết thúc video này nha anh em. Rồi ngày mai mình ráp dàn áo lại giao khách thôi. 9:00 mấy rồi chưa ăn về hết. Nhậu rồi đi coi trận Croatia với lại anh em văn phòng Argentina luôn. Máy êm nha anh em. Êm nha anh em nè. Rồi giờ mình chạy vòng đi rồi tính sao. Sau khi xong thì nồi bắt nha, dễ vô số nha anh em. Rồi thì mình chạy về mình ráp dần áo xong sáng mình sẽ giao xe cho khách thôi. Thì xe này là lột áp dên nè, rồi vớt chuông dán bố, xử lý lại bố nội sau, không có thay bố nội sau, xử lý lại thôi. Rồi thay sơn cam, thì bạc đạn dên là mình thay bạc đạn dên xịn nha anh em. Rồi mình kết